Chiêm ngưỡng bàn thắng đầu đẹp như mơ cho Pau FC của Quang Hải. Nguyễn Quang Hải đã ra sân lần đầu tiên trong màu áo Pau FC. Dù chỉ là một trận đấu giao hữu và không có truyền thông, nhưng những bước chạy đầu tiên của tiền vệ đội tuyển Việt Nam vẫn được quan tâm rộng rãi. Và anh đã đáp lại kỳ vọng của người hâm mộ bằng một sâu diện ấn tượng với một bàn thắng được ví như siêu phẩm của ngôi sao tuyển Pháp và Buna. Trong bàn thắng này, Quang Hải đã thể hiện rõ những tố chất ưu việt của anh. Nhận bóng từ rìa vòng cấm và trong thế không bị ai kèm, tiền vệ 25 tuổi tung cú đá điệu nghệ đưa bóng đập sáng ngang bật vào lưới trong sự ngỡ ngàng của hàng phòng ngự đội bạn. Bên cạnh đó, anh còn góp một kiến tạo để giúp đội nhà vùi dập đối thủ nghiệp dư của quận Đáp. Sâu diễn của Quang Hải khép lại sau hiệp 1 khi anh được rút ra nghỉ. Với những phút giây thể hiện tốt tại Pau FC, Quang Hải hứa hẹn sẽ có suất đá chính khi đội nhà đấu giao hữu với một đối thủ mạnh là Toulouse sau đây 2 ngày.